Chương 86. Yêu hận có xa lắm không? Lần nữa bị giam cầm, cô cũng không cảm thấy khó chịu, bởi vì cuộc sống đã thành thói quen. Nhưng cô lại không thích Vũ Lâm bưng những thứ an thai bổ khí gì đó tới cho cô ăn. Đối với đứa bé này, cô thực không có biện pháp để yêu thương nó. Cô căn bản không muốn nó. Nhưng kể từ đêm đó qua đi, 3 ngày trong biệt thự cô không thấy anh. Cũng tốt, cô thực không muốn gặp anh. Nhưng buổi tối thì là thời gian khó khăn. Mặc kệ cô phản kháng mãnh liệt bao nhiêu, anh nhất định có biện pháp giữ chặt cô. Thân thể cô rõ ràng chán ghét anh đụng chạm. Nhưng khi anh dùng thủ đoạn cứng rắn, cô không thể khuất phục. Dù không làm gì được, nhưng anh muốn ôm cô cùng ngủ. Cuộc sống như thế, cô thấy quá đủ rồi. Tại sao phải có đứa bé chứ? Tại sao? Nhược tuyết cảm giác mình muốn điên lên rồi. Tạm biệt bởi vì nghỉ ngơi hợp lý, bụng cô càng ngày càng lớn. Bảo bảo trong bụng, qua máy theo dõi càng ngày càng rõ ràng, thường xuyên làm cô có cảm giác. Cô cố gắng kháng cự. Cô không muốn ở nơi này, không muốn gặp lại Lưu Quý Lâm. Vì thế cô không nghe lời, không chịu ăn, tinh khí càng ngày càng hư. Có lúc Vũ Lâm bưng lên gì đó, cô vội đẩy hết xuống đất. Vũ Lâm không nói gì, chỉ thu thập hết rồi bưng lên chén khác. Tình cảnh vậy khiến Nhược Tuyết hận chính mình. Vũ Lâm có lỗi gì? Tại sao cô muốn dẫn lây ra người khác chứ? Hại cô như thế này là Lưu Quý Lâm, cô phải phát tiết trên người anh mới đúng. Vì thế, nén lệ bưng chén thuốc lên uống. Nhưng tình cảnh vậy không ngừng tái diễn. Nhược Tuyết cảm thấy mình sắp hỏng mất rồi. Nhưng người đàn ông kia không giống như muốn để ý tới cô, mặc kệ cô náo động như vậy. Phía ngoài là những ngôi sao sáng rực rỡ, nhưng cô không thể nào bước ra khỏi cửa chính. Đang ngủ, nhưng cảm giác muốn ngồi dậy. Nhược Tuyết đứng ở cánh cửa sổ sát đất, sực sững nhìn bên ngoài, không nói một lời. Cho đến khi đứa nhỏ trong bụng cảm giác hình như mẹ không vui, đôi chân nhúc nhích đạp mẹ. Nhược Tuyết à, chúc mừng em nhé. Bảo bảo trong bụng đã lớn, tới tháng này có thể thai nhi phát triển hoàn toàn. Xem ra Lương Quý Lâm làm rất tốt. Bảo bảo động đậy khiến Nhược Tuyết nhớ lại sáng nay đi khám thai như thường lệ. Gương mặt Nghiêm Quân Hạo cười nói với cô. Cô không muốn đứa bé này thì có thể làm gì đây? Nó từng ngày lớn lên trong bụng cô, nhưng nó không biết mẹ nó không cần nó. Thực đứa bé đáng thương. Mẹ không có cách nào, thật không có. Lảo đảo ngồi vào ghế salon, Nhược Tuyết mất hồn ôm bụng. Cô không cách nào để thích đứa bé này. Tiểu thư à, cô ăn chút gì đó có được không? Thời gian vào lúc trà chiều, Vũ Lâm thật đúng giờ như vậy. Chén canh có mùi thơm nhẹ đặt trên bàn, trước ghế sofa. Vũ Lâm nhẹ giọng nói. Tiểu thư không biết, bị cái gì kích thích? Tại sao rời xa cậu chủ một thời gian, sau trở lại, thành đổi thành như vậy? Chả nhẽ phản ứng khi mang thai khiến một người biến hóa lớn vậy ư? Có thể hoàn toàn thay đổi à? Nhưng lần này, tiểu thư giúp bà một ân lớn như vậy, bà phải chăm sóc cho cô ấy. Vũ Lâm à, tôi không muốn ăn đâu, bà đem đi đi. Nhật Tuyết nhắm hai mắt nói chuyện. Cô không dám mở mắt, sợ không cách nào đối mặt người quan tâm mình khi mình nổi giận. Tiểu thư, cái này không được đâu. Thân thể cô ăn nhiều một chút mới tốt, bằng không thời điểm sinh chịu khổ đấy. Cậu chủ giao phó nhất định phải cho cô ăn nhiều mới có thể vui. Vũ Lâm kiên nhẫn. Tôi không muốn ăn đâu, mang đi đi. Mang đi. Vừa nghe đến người đàn ông kia, từ đáy lòng cô vọt lên, ép cô kêu to, giọng nói phẫn hận vang lên. Mang đi đi. Cô điên cuồng lấy gối ném xung quanh. Chỉ một động tác, chén trên bàn rơi xuống thảm lông dày, rơi đầy mặt đất. Gối rơi khỏi tay bay phía đầu giường. Bình hoa chia 5 xẻ 7 cũng tàn nát dưới đất. Tại sao chứ? Tại sao đối với tôi như thế chứ? Tôi rốt cuộc làm sai điều gì? Uất ức cũng không cam lòng, như nước dâng. Chào chào khiến cho cô bật khóc, không đến khàn giọng. Nước mắt rơi như mưa, nhưng không cách nào thay đổi câu bị cấm kia. Tiểu thư,
Không phải vậy đâu, cô bình tĩnh đi mà. Cô không nên cử động. Không nên... Ấy, cẩn thận thủy tinh đấy. Tôi lập tức đi quét sạch sẽ. Vũ Lâm đau lòng nhìn Nhược Tuyết bỗng nổi đoá. Chỉ cần nhắc đến cậu chủ, tâm tình cô luôn kích động như vậy. Cậu chủ đối với tiểu thư thay đổi rất nhiều, nhưng tiểu thư không có phát hiện. Trong ánh mắt cậu chủ đã không còn lạnh lẽo, mà bởi vì sợ cô kích động nên không có trở về. Nếu như người đàn ông mà không thích một người phụ nữ thì sẽ không làm vậy, đặc biệt là một người như cậu chủ. Nếu thích một người, mạnh mẽ đoạt lấy có phải không? Vũ Lâm, Vũ Lâm à? Mà thầy Vũ Lâm muốn đi ra, Nhược Tuyết kéo tay bà. Thả tôi đi đi được chứ, cầu xin bà đấy. Tôi không muốn ở chỗ này, tôi không chịu nổi. Cầu xin bà để cho tôi rời đi đi. Sợi tóc đen dính trên khuôn mặt yếu đuối bất lực, ánh mắt buồn bã khổ sở. Người sắt đá cũng chịu không nổi. Tiền Vũ Lâm đau xót, ngồi chồm hổm giúp ôm cô. Tiểu thư à, cô có đứa bé có muốn đi đâu? Chỗ này tịnh dưỡng tốt để sinh đứa bé có được không? Thân thể cô mới là quan trọng. Cô như thế đối với sức khỏe không có tốt. Đừng có khóc nữa. Cầu xin bà đấy Vũ Lâm à. Tôi thực sự một phút cũng không chịu nổi. Tôi không muốn nhìn thấy anh ấy. Cô ôm Vũ Lâm khóc đến không kìm chế được. Tiểu thư, cô không nên cầu xin tôi. Không cần khóc nữa. Tôi ra ngoài lấy đồ dọn dẹp chỗ này. Vũ Lâm kéo tay cô đứng dậy. Tiểu thư cầu xin như vậy bà thực không chịu nổi. Lần này đây Nhược Tuyết không kéo bà nữa, khóc thút thít không ngừng. Cô ngồi sững trên mặt đất, nhìn thủy tinh trên sàn hồi lâu. Cô giơ tay chậm chậm cầm mảnh sứ bén nhọn làm chảy máu tay cô, nhưng cô không thấy đau mà lẩm bẩm rằng chảy máu. Lăng Nhược Tuyết, em định làm cái gì? Lời Quý Lâm hét lớn một tiếng, xông tới bắt lấy tay cô ngăn cô tự sát. Anh hôm nay không có ra khỏi cửa, an vị trong thư phòng, nhìn cô từ máy theo dõi rời giường, an tĩnh ăn điểm tâm, sau đó ngồi trên ban công ngẩn người. Buổi trưa cũng an tĩnh, ăn rồi đi ngủ. Anh cho là cô có thể nhận thức được, nhưng mới vừa rồi Vũ Lâm đi, cô lại bắt đầu. Anh nhìn cô khóc thút thít, nhìn cô đau đớn, nhìn cô quỳ trên mặt đất, xin Vũ Lâm để cô đi. Cô bị anh bức đến cực hạn, rõ ràng anh đã buông tay để cô đi. Cô có thể có cuộc sống của cô, tại sao lại phải gặp lại chứ? Ông trời ơi, tại sao để bọn họ dây dưa lần nữa? Chủ nhân, thuộc hạ của anh hình như không kiềm lòng được, rốt cuộc lên tiếng. Diệp Phi, người từng yêu chưa? Tên thủ hạ đó là Hàn Diệp Phi. Chủ nhân đã lâu không gọi tên hắn, kể từ sau khi tiếp nhận lương thị. Hắn cùng chủ nhân không giống như thời còn nhỏ, tự do thân cận với nhau. Giữa bọn họ trừ công việc, quản lý tập đoàn lớn vậy, lợi ích phân tranh, chủ nhân có thể xử lý được gọn gàng, một giọt nước không lọt. Lượng công việc lớn, mà điều duy nhất hắn có thể làm là bảo vệ tốt cho chủ nhân. Nhưng chủ nhân hôm nay không việc gì làm, chỉ ngồi yên trong thư phòng một ngày. Đương nhiên có liên quan đến tiểu thư. Hiện tại, ai cũng có thể nhìn ra tiểu thư đối với chủ nhân là một sự tồn tại. Có lẽ bọn họ nên hiểu sớm, nếu như không phải chủ nhân không truy cứu chuyện tiểu thư lần trước, cũng không vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn với tiểu thư mà công việc trở về nước. Dù là cái gì chủ nhân cũng không nói. Không có ạ. Hà Diệc Phi cũng không hiểu tình yêu, bọn họ làm nghề này không cần loại tình cảm mềm yếu này. Nhưng chủ nhân nói ra chuyện tình cảm, ngược lại hơn trầm nặng. Tôi cũng không biết. Lời Quý Lâm mệt mỏi nhắm mắt, bản thân thành thật nhất là trước mặt thủ hạ. Anh buông nỗi lòng của mình trong nhiều năm ra. Tình cảm đối với anh đã từng không là gì. Giữa cha mẹ có tình yêu mãnh liệt cũng chỉ làm anh xúc động đôi chút. Nhưng không cách nào tin một ngày sẽ như vậy. Chưa từng nghĩ tới anh thích một người phụ nữ vốn tới để chuộc tội. Anh một mực trốn tránh cảm giác này, cho nên anh ép cô như vậy, để cô đi thôi. Bởi vì anh không khống chế nổi tim mình. Chỉ có lúc đêm khuya an tĩnh, anh mới phát hiện mình bị hãm quá sâu, sâu đến sợ mất đi,
sợ mình chấp nhận, sợ mình thỏa hiệp. Anh lại không dám kéo dài chuyện này, thực sự chỉ có thể để cho cô không ở trong tầm mắt anh. Nhưng anh vừa nghe đến cô có đứa bé, nhưng không muốn sinh. Anh rốt cuộc thành thật với lòng mình lần nữa, cường ngạnh ép cô trở về. Nhưng cô không còn sợ anh nữa, cái người không khống chế được mình thích anh. Cô bây giờ hận anh đến tận xương tủy, thế nhưng anh không muốn buông tay lần nữa. Giằng co như vậy, cuối cùng ai là người khổ nhất chứ? Anh không chống đỡ nổi. Ngoài mặt bình tĩnh, nhìn nội tâm anh sớm không an. Chủ nhân à, tiểu thư. Hà Diệp Phi nhìn qua màn hình thấy Nhược Tuyết cầm mảnh sứ, bộ vàng lên tiếng. Lưu Nguy Lâm mở mắt không nói gì, chạy vội ra ngoài. Lão Nhược Tuyết, em thực muốn chết ư? Chết là có thể giải quyết tất cả sao? Nhìn cô chằm chằm chảy máu, mặt anh biến sắc, lập tức tìm người mang hộp thuốc. Lưu Nguy Lâm. Cô mông lung nhìn thấy anh, vội đẩy anh ra. Chạy không khỏi, đúng là chạy không khỏi vận mệnh đùa cợt. Không đến nói nữa, băng bó vết thương trước đi. Khuôn mặt đáng thương của cô làm anh cảm thấy bất lực. Thì ra giờ anh đã biết, cô bên cạnh anh cảm thấy khó chịu. Nhưng anh làm sao buông tay đây chứ? À Cảnh rất nhanh đem hộp thuốc tới, sau đó lui ra. Động tác Lương Quý Lâm nhanh chóng sát trùng vết thương, sau đó dùng băng gạc cuốn lại, dịu dàng tỉ mỉ để cô không thể đẩy ra, không thể cự tuyệt. Lương Quý Lâm không ngăn được cái chết. Không được, nước mắt chảy xuống miếng băng gạc thấm ướt. Vũ Lâm đem đồ dọn dẹp sạch sẽ, sau đó ra ngoài. Trong phòng im lặng chỉ có tiếng nức nở. Đừng khóc nữa. Anh ném miếng băng gạc trong tay xuống, một tay ôm cô trong ngực, vừa ra lệnh vừa uy hiếp. Chưa từng ghét nước mắt của cô như vậy, làm anh phiền não muốn giết người. Cô cũng không muốn khóc, nhưng không khống chế được mình. Làm thế nào đây chứ? Lưu Nguy Lâm, tại sao anh không buông tha cho tôi? Hơi thở phái nam quen thuộc làm Nhược Tuyết càng thêm thống hận mình. Tại sao xấu hổ như vậy? Rõ ràng rất hận, tại sao té trong ngực anh mà khóc? Tại sao chứ? Tại sao? Anh cũng muốn biết. Đã từng, em gái chết đi thống khổ to lớn cùng thù hận giống như lửa mạnh hừng hực. Cơ hồ muốn cắn nuốt anh. Thấy cô làm anh đau khổ, yêu hoặc không yêu, hận hoặc không hận, anh trải qua dãi dụa kéo dài. Cô tại sao là em gái hắn ta? Vốn là hận, nhưng tại sao yêu cô chứ? Bỏ qua em, ai tới bỏ qua anh? Anh nhắm mắt, tay nhẹ nhẹ vỗ về tóc dài cô. Mỗi một lần êm ái như vậy, mỗi một lần giống như quấn lấy nuối tiếc của anh. Thì ra đây là báo ứng. Anh mặc dù hận mà yêu cô, nhưng cũng không được. Tôi đã thử qua nhưng không có cách nào. Tôi không cách nào ở chung một chỗ với anh. Sau khi trải qua chuyện đó, cô không thể cưỡng ép mình ở cùng anh. Tiếp tục như vậy chỉ làm cô khổ sở. Cô sắp điên lên rồi. Lão Nhược Tuyết, em đã từng thích anh. Em thích đi đâu chứ? Đi nơi nào? Tại sao không thể thích lần nữa? Tại sao? Em nói cho anh biết đi. Anh không biết sao, dù thích nhiều hơn thì đêm đó đã biến mất. Sau khi anh bị anh bạo hành, bọn họ không trở về được nữa. Thích ư? Nhược Tuyết trong lòng anh ngẩng đầu. Lưu Nguy Lâm, không có, cũng không còn nữa. Anh bỏ qua cho tôi đi, tôi không thích anh. Vì vậy không thể nào thích anh nữa. Không sao, anh yêu em là đủ rồi. Như vậy đủ không? Lần đầu tiên Lưu Nguy Lâm đối với một người phụ nữ thỏa hiệp mức độ này. Đủ lấy chút tha thứ của cô không? Lương Quý Lâm, tôi không muốn yêu anh hiểu chứ? Tôi hận anh, tôi chỉ muốn rời khỏi anh. Lương Quý Lâm như vậy quá xa lạ. Anh lại nói yêu cô à? Người đàn ông như vậy có thể yêu cô ư? Yêu cô, tại sao đối xử với cô như vậy chứ? Tại sao bước cô đến giới hạn này? Lương Quý Lâm, anh kêu em làm sao để tin anh đây? Bọn họ còn nói thêm, yêu nhiều thì có lợi ích gì? Giới hạn thấp nhất của hai người đã tới. Anh muốn bỏ qua hận để yêu cô, nhưng cô không cách nào tiếp nhận anh. Không có đường lui. Đây là một con đường không cách nào đi chung. Tình trái ngang, cuối cùng chỉ là nếm khổ đau.
khoảng cách giữa hai người không thể vượt qua được. Cô từng đối với anh có ước mơ, nhưng anh lại tự tay phá hủy đi hy vọng cuối cùng của cô. Hiện tại anh lại nói yêu cô, thực quá muộn. Giữa họ đã quá xa, vĩnh viễn không gần được nhau nữa. Vậy thì cứ hận tiếp đi, nhưng đừng nhắc lại rời đi. Anh nhận định trong lòng sẽ không buông tay. Được rồi, nếu cô muốn hận như vậy thì tiếp tục để cho cô hận anh đi. Sao mà không hận chứ? Một cô gái non nớt hồn nhiên như tờ giấy trắng bị anh làm cho dơ bẩn, hao tổn tâm cơ, vô tình khinh nhờn, thậm chí ép cô đến giới hạn tận cuối cùng. Có thể nào không hận chứ? Đổi lại là anh cũng sẽ hận, hận đến cắn răng nghiến lợi. Hận đi, nếu như có thể làm cho lòng cô thoải mái. Nếu hận có thể khiến khắc cốt ghi tâm, trọn đời khó quên, vậy thì hãy hận nhiều một chút, nhiều hơn chút đi. Lương Nguyễn Lâm, anh không hiểu. Anh chính là không hiểu. Anh thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho tôi? Cô ở bên cạnh anh, mỗi giây đều là khó chịu. Mỗi ngày trong giấc mơ đều thấy cái đêm đầy máu tanh đó không ngừng chảy. Không phải anh, mà chính là cô. Trừ phi anh chết, anh đã dạy em cầm súng hướng về nơi này mà bắn. Chỉ cần anh chết, em có thể đi. Anh rốt cuộc mở mắt, nhìn thẳng vào mắt cô, trong tay đưa cô khẩu súng lục tinh xảo. Nếu như cô thực muốn vậy thì bước qua xác của anh đi. Nếu so với độ biến thái, Lương Quý Lâm không thua bất luận kẻ nào. Tôi không muốn. Không muốn. Nhược Tuyết rốt cuộc không nhịn được nữa, thét chói tai, sau đó mềm mại ngã xuống. Phòng bệnh cao cấp, lầu cuối bệnh viện. Mình nói này Lâm, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nghiêm Quân Hạo như Lương Quý Lâm nãy giờ không nói gì. Mấy ngày trước đi khám thai không vấn đề gì, tại sao lại có dấu hiệu sinh non chứ? Đã có bầu 7 tháng, không thể bị kích động được nữa. Lương Quý Lâm nhìn thân thể mảnh mai nằm trên giường vẫn không nói chuyện. Thân thể em ấy rất yếu đấy, không thể để xảy ra tình trạng như vậy. Hơn nữa tâm tình của em ấy ảnh hưởng không tốt tới đứa bé. Cậu không cần kích động em ấy nữa có được không hả? Nếu cậu thực muốn đứa bé, nếu như cậu thực mong em ấy bình an sinh hạ đứa bé, thì phải nhớ lời mình nói đấy. Đối mặt với tình huống thế này, Nghiêm Quân Hạo không cách nào cười được. Quân Hạo, cậu biết cảm giác yêu một người là gì không? Anh nhắm mắt lẩm bẩm thấp giọng hỏi. Không chú ý sắc mặt của Nghiêm Quân Hạo trở nên cứng nhắc, có vẻ như không tin. Sau đó tiếp tục nói. Là mình cố gắng thế nào cũng không khống chế được nội tâm chính mình. Cái loại cảm giác mãnh liệt đó. Thì ra mình đã hiểu rõ. Là lúc hận, cô có thể biến thành yêu. Nhưng đã quá muộn. Có lúc hận một người so với yêu dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất, căm thù đến tận xương tủy, có thể có cách để mình phát tiết. Nhưng yêu ơ, anh thật rất mờ mịt. Tình yêu cha mẹ chỉ có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu. Yêu quá khó khăn và quá khổ. Nhược Tuyết, em ấy... Nghiệp Quần Hạo không biết làm sao để an ủi bạn tốt. Nhưng người phụ nữ nằm trên giường một cái. Thật ra anh cũng không hiểu yêu là gì. Nhưng có thể làm người đàn ông như Lương Uy Lâm nói ra lời yêu như vậy. Người phụ nữ này thực bướng bỉnh rồi đây. Mình không có biện pháp nào với cô ấy. Không có. Nhưng không muốn làm cô ấy rời xa mình. Nhưng cũng không muốn cô ấy phải khổ sở. Quân Hạo, cậu nói mình nên làm gì đây? Rốt cuộc làm sao anh có thể bù đắp tổn thương mà anh gây ra chứ? Rốt cuộc phải làm gì mới có thể làm cô không căm hận anh nữa? Người luôn nói nhiều như Nghiêm Quân Hạo thế mà trầm mặc, bởi vì anh cũng không biết phải làm sao. Trăng trong như nước chiếu sáng khắp nơi, tơ tình vương vãi trên đất dọn dẹp thế nào đây? Lưu Quý Lâm nghĩ anh nhất định đã là bị mê muội, tinh đầu đầy trời. Anh bất chợt im lặng. Có lẽ là sai lầm,
sẽ không thể vãn hồi nữa. Nhược Tuyết lần nữa mở mắt, trời đất đã ngả chiều. Cảnh trí xinh đẹp thế này, chỉ ở biệt thự, còn là ở nơi nào đây chứ? Lương Uy Lâm là sao chứ? Muốn nhốt cô ở nhà tù khác à? Cảnh trí có tinh xảo hoa lệ thì có lợi ích gì? Nhắm mắt, cô không muốn mở mắt nhìn cái thế giới này. Nhưng một tiếng gọi dịu dàng làm cô không thể giả bộ được. Tiểu Tuyết à, làm sao con lại ngốc vậy? Con dù không muốn gặp Uy Lâm cũng phải giữ gìn thân thể mình chứ. Sao lại lấy sức khỏe bản thân mình để giày vò? Nhàn Thành Uyển ngồi bên giường, nhìn vẻ mặt không chút huyết sắc nào của Nhược Tuyết, thở dài ra tiếng. Bà không nghĩ tới Nhược Tuyết lại có bầu 7 tháng. Hơn nữa, trừ bụng đã lớn, thân thể ngược lại rất gầy. Nhưng tại sao có đứa bé rồi? Nó không muốn ở cạnh con trai bà đây. Ngay cả đang ngủ, vẫn là bộ mặt khổ sở đau thương. So với Nhược Tuyết trước đây, bà cảm thấy hoàn toàn thay đổi. Rốt cuộc có bao nhiêu bi thương chứ? Đứa con nhà mình, sau khi đưa con bé tới đây, cũng không có đi qua xem thử. Hỏi không ra, chỉ có thể đợi Nhược Tuyết tỉnh lại. Dì Nhan à? Mắt giật giật, Nhược Tuyết không đành lòng nhìn Nhan Thanh Uyển như thế vậy khổ sở mở miệng. Nhưng mẹ, cô không thể nào gọi được từ này. Tiểu Tuyết à, con tỉnh lại là tốt. Chỗ nào không thoải mái hả? Con muốn ăn gì không? Lo lắng, người đã tỉnh lại, Nhan Thanh Uyển vội vàng hỏi cô. Dì Nhan, con không muốn ăn. Thực xin lỗi, làm phiền gì ạ? Nhược Tuyết muốn ngồi dậy, nhưng thân thể quá nặng, thế nào cũng không ngồi dậy nổi. Nhan Thanh Uyển vội vàng cầm cái gối đặt ở phía sau, đỡ cô tựa vào đầu giường. Tiểu Tuyết à, không nên như vậy. Chăm sóc con là chuyện gì nên làm? Có phải Úy Lâm nhà chúng ta khi dễ con à? Nói cho dì biết đi. Dì Nhan, con không muốn nói. Dụ mắt xuống, Nhược Tuyết không muốn nói về người đàn ông kia. Thật không muốn. Cô không muốn ở trước mặt Nhan Thanh Uyển nói gì. Thế, vậy dì gọi người giúp việc đưa canh đi lên có được không con? Con ngủ lâu thế, dù là không đói bụng, cũng phải vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ một chút. Nhan Thanh Uyển đau lòng vuốt mái tóc dài của cô. Ai lại làm đến chuyện đến mức này chứ? Hai người trong cuộc đều không nói chuyện, nên làm cái gì đây? Dì Nhan à, thật xin lỗi, con không có cách nào. Đứa bé này, con... Nhược Tuyết vùi đầu vào trong ngực Nhan Thanh Uyển, nước mắt vừa tuôn ra. Cô nên nói thế nào về đứa bé? Đứa bé này không nên có. Cô đối với nó chỉ lo lắng thì chính là sợ, không muốn đối mặt với nó đang từng ngày lớn lên trong bụng kia. Mỗi lần cảm thấy nó động, hai tay cô sờ lên bụng. Vừa nghĩ tới đêm ấy, nghĩ tới người đàn ông kia, cô thực sự muốn hung hăng đấm một cái. Cô không xuống tay được. Cho nên, cô thật khổ sở. Tiểu Tuyết à, đứa bé 7 tháng, con phải tịnh dưỡng thân thể, sinh đứa bé ra có được không? Nhàn Thanh Uyển cả đời tiếc nuối lớn nhất chính là thân thể quá yếu, không thể sinh cho người đàn ông mình yêu thêm mấy đứa bé. Mà đứa con gái duy nhất của bà đã mất sớm, cho nên đối với đứa bé kia bà rất mong đợi. Con không biết. Con không biết nữa. Sinh ra thì thế nào đây? Tình cảnh hiện tại của cô không thể chăm sóc đứa bé. Cô nghĩ tiếp tục như vậy cô sẽ điên mất. Tiểu Tuyết à, không nên như vậy mà. Nhàn Thanh Uyển than thở. Dì đi gọi Úy Lâm tới đây nhá, có được không? Không không không, con không muốn thấy anh ấy. Cầu xin gì đấy, con không muốn gặp lại anh ấy. Thấy Nhan Thanh Uyển định đứng dậy muốn ra ngoài, Nhược Tuyết vội vàng kéo bà. Tiểu Tuyết. Nhan Thanh Uyển bị Nhược Tuyết kéo, làm cho choáng váng đầu. Thanh Uyển, bà sao vậy? Lương Ngạo Vũ bước vào, trong mắt chỉ thấy có người phụ nữ mình yêu, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng tới đây vịn bà. Em không sao đâu, Tiểu Tuyết tỉnh, cho nên em muốn đi xuống, để cho người làm đưa chút đồ ăn đi lên ấy mà.
Trong lòng chồng, bà nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật xin lỗi, dì Nhan. Nhược Tuyết thấy Lương Ngạo Vũ mới nghĩ đến mình lại kích động hơi quá, vội vàng buông tay ra. Lăng tiểu thư à, tôi có mấy lời nhất định phải nói rõ với cô. Lương Ngạo Vũ dừng một chút. Ông không có biện pháp giống như vợ mình gọi cô là Tiểu Tuyết. Ngạo Vũ, anh định nói gì thế? Không cần hù dọa Tiểu Tuyết. Nhan Thanh Uyển đưa tay muốn ngăn Lương Ngạo Vũ, lại bị ông kéo xuống. Thanh Uyển à, không có gì đâu, cứ để anh nói. Nhược Tuyết chỉ có thể cắn môi không nói lời nào, bởi vì cô không biết Lương Ngạo Vũ muốn nói gì nữa. Nhưng không nhìn thấy Lương Quý Lâm đi vào, cô đã bình tĩnh rất nhiều. Cô không phải muốn gặp con tôi cũng sẽ không gặp cô. Nó đã bay trở về Thái Lan, nhưng nó tạm thời trước khi đi có mấy lời để cho tôi chuyển cho cô. Chỉ cần cô an tâm bồi dưỡng thân thể tốt, chờ đứa bé thuận lợi sinh ra cô có thể đi. Chúng ta biết cô không muốn đứa bé, cho nên đứa bé chúng tôi nhất định đem nó nuôi dưỡng lớn lên. Nó tất cả sẽ không liên quan đến cô. Quý Lâm cũng sẽ không tìm cô làm phiền. Từ nay về sau hai nhà chúng ta không thiếu nợ nhau nữa. Lương Ngạo Vũ không để ý nghi vấn của vợ mình, từng chữ mà đem câu từ nói ra rõ ràng. Dù là Lương Quý Lâm không có nói vậy, nhưng đối với hai bên mà nói đều là kết cục tốt nhất. Cũng có thể nói đây chính là kết quả ông muốn, chỉ cái kết này hơi chậm một chút thôi. Một đứa bé, ông đã đồng ý với Uyển Nhi, phải trả một tiểu ngữ cho bà ấy. Bây giờ không phải là tới rồi ư? Hai người nếu là vô tình, sao có thể lâu dài? Cầu cường là không thể được. Dù là lấy được, cuối cùng vẫn còn có báo ứng. Lần đầu tiên, cả mắt Nhược Tuyết chăm chú nhìn mặt Lương Ngạo Vũ. Có phải hay không, chỉ cần tôi hạ sinh đứa bé, các người có thể cho tôi rời khỏi. Tiểu Tuyết. Nhan Thanh Uyển mở miệng. Con trai bà không phải nói như vậy đấy chứ. Tại sao Ngạo Vũ có thể nói Nhược Tuyết những điểm này? Lương Ngạo Vũ vỗ nhẹ lưng vợ mình. Lời nói của Lương Ngạo Vũ đã nói chưa từng có người hoài nghi. Không ngoài ý muốn, chưa tới 2-3 tháng cô có thể hoàn toàn giải thoát. Chỉ cần cô tốt nhất sinh đứa bé là được. Đến lúc đó cô muốn đến nơi nào, không có người quản cô. Tôi đồng ý với ông, hy vọng các người không đổi ý. Hơn nữa không tìm người bên cạnh tôi để gây phiền toái. Giọng điệu của cô có hy vọng, có kiên định. Cô cũng là bất đắc dĩ, ích kỷ, nhưng cô không biện pháp đối mặt với người kia. Cô vĩnh viễn rời khỏi khống chế của anh, đời này kiếp này sẽ không gặp lại. Nhược Tuyết chưa bao giờ biết mình sau lại khổ sở như vậy, cực khổ như thế. Nhưng đã là lựa chọn, cũng không có đường rút lui. Cô yên tâm đi, tôi đồng ý chuyện của cô thì nhất định sẽ làm được. Cô tốt nhất nghỉ ngơi, tôi kêu người giúp việc, đem đồ đi lên cho cô ăn. Lương Ngạo Vũ nói xong, cùng Nhan Thanh Uyển đi ra ngoài. Chỉ cần có thể thoát khỏi người kia, để cho cô chết cô cũng nguyện ý. Huống chi, chỉ là hạ sinh đứa bé này mà thôi. Vậy thì sinh đi. Sau khi sinh ra, cô có thể giải thoát, vĩnh viễn giải thoát. Cô muốn rời khỏi ác ma kia thực xa. Cô muốn bắt đầu cuộc sống mới. Thực sự hận ư? Hận để muốn dùng con tim của mình đổi lấy tự do à? Cũng đúng thôi. Cô cho tới bây giờ chưa có yêu thương đứa bé này. Một người phụ nữ có thể làm như thế này cũng coi là nhẫn tâm chứ. Lăng Nhược Tuyết, cô quả thật nhẫn tâm. Cô không biết đến lúc đó tôi sẽ có tâm tình tốt thả cô rời đi đây. Ngồi trong phòng nghỉ chuyên dụng tại phi trường, Lương Quý Lâm tắt đi máy truyền tin. Người ngoài cửa truyền tiếng gõ cửa là A Cánh. Chủ nhân, chuyên cơ chuẩn bị xong, lúc nào cô có thể cất cánh. Lương Quý Lâm đứng dậy, không nói một câu mà đi ra ngoài. Nếu không muốn nhìn thấy vậy thì không cần rồi. Chương 87. Người vô tâm, ta nên buông. 3 năm sau, ngồi phòng ăn McDonald's, vị trí gần cửa sổ lên, Nhược Tuyết cắn lấy ống hút,
nhìn khối băng ở trong chén, ở lúc lên xuống phập phồng, nhưng không ý muốn ăn. Nhược Tuyết à, khẩu vị không tốt ư? Em có muốn ăn gì đó khác không? Ngồi đối diện Trung Tử Mặc, anh dịu dàng nhìn người, hình như không có gì thay đổi là Nhược Tuyết. Chỉ trừ làn da trong suốt trắng nõn, hình như mang theo màu mật ong nhàn nhạt. Xem ra giống cô nói, cô thường phơi nắng. Không cần đâu, hỏi tiểu bảo bối có muốn ăn cái gì không? Đem tầm mắt thả vào cô bé nhỏ đang ngồi trên người Trung Tử Mặc. Cô gái nhỏ cười ngây thơ cúi đầu, chơi đùa với món đồ chơi Hello Kitty. Những món đồ chơi này mặc dù bình thường chơi nhưng vẫn rất chơi vui. Có lẽ thế giới của con nít không phân biệt giàu nghèo, chỉ có thích hay là không thích. Con bé mắt cũng không nhìn cái gì, chỉ tiếp tục loay hoay với món đồ chơi, thỉnh thoảng hướng lên múc kem trong chén ăn, gương mặt thỏa mãn. Khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp khiến cho Nhược Tuyết thấy tim mình chợt đau. Trung Tử Mặc vỗ vỗ đầu con gái, nhỏ nhẹ giọng nói, à, bà bối à, ăn kem nhanh chút đi, chúng sắp tan đấy. Cậu à, con muốn đến bên kia chơi có thể không ạ? Không để ý lời nói người lớn, cô gái nhỏ ngẩng đầu đứng lên, chỉ phòng ăn đặc biệt. Vì có khu vui chơi nho nhỏ cho thiếu nhi, nơi đó đã có không ít đứa bé ở bên trong vui đùa và vui mừng. Tiếng reo chói tai cùng tiếng cười liên tiếp, thực sự náo nhiệt vô cùng. Ừ, được rồi, nhớ cẩn thận đấy, không nên đụng đến người bạn nhỏ khác, được chứ? Khu vui chơi cách chỗ bọn họ ngồi rất gần. Trung Tử Mặc suy nghĩ một chút, rốt cuộc gật đầu. Lấy được đồng ý, mà cô gái vui vẻ hướng cho khu vui chơi chạy như bay. Vừa nhìn động tĩnh cô gái nhỏ, Trung Tử Mặc hỏi, Nhược Tuyết này, em thật không tính ở lại ư? Nhược Tuyết vào 3 năm trước bị người đàn ông kia mang đi, anh không cách nào tìm được, chút manh mối anh cũng không có. Nhưng nửa năm sau cô trở lại, cả người tiều tụy, mặc anh hỏi thế nào cũng không nói. Sau đó trong 1 tháng cô rời khỏi nhà. Nếu như không phải buổi sáng đó anh vì không ngủ được nên tới sớm, các bạn không thể biết rằng cô định rời khỏi thành phố này. Khi anh thuyết phục hết lời, cô cuối cùng đồng ý. Đợi cô sắp xếp xong sẽ liên lạc với anh, sau đó lên xe đi. Anh không biết cô muốn đi đâu, nhưng không ngăn được, chỉ có thể nhìn cô xách hành lý đơn giản rời đi. Cũng may nửa năm sau, cô cũng nhớ lời đã hứa, gửi cho anh một email. Anh mới biết cô đến một thị trấn nhỏ, mướn một nhà dân ở địa phương đó sinh hoạt chung. Đến một công ty mậu dịch tìm công việc công chức không tính là cực khổ. Mỗi ngày tan việc, chủ nhật có thể thường đến từ mấy nơi cư dân trồng trọt, thử mình với những chuyện chưa từng làm. Cô nói vui vẻ, chỉ cần vui vẻ như vậy thì tốt. Nhưng muốn giải sầu, cô đã ra đi 3 năm cũng nên đủ rồi chứ. Cũng không định ở đó cả đời đấy chứ. Nhược Tuyết vẫn là nhàn nhạt cười. Không có cần thiết, em ở bên kia rất tốt. Ở nơi nào, ít nhất cô thật rất vui vẻ. Nơi đó dân phong thuần phác, cảnh vật thanh tịnh. Quan trọng nhất, không có những thứ kia làm cho người ta nhớ lại những đau khổ trước đây. Thành thị này có rất nhiều thứ cô không thể quên. Nếu như không phải anh Tử Mặc gửi email nói cho cô biết bọn họ muốn quy hoạch khu nhà cũ của cô, cần xử lý nhà họ Lăng, cô cũng không trở về. Ít nhất vào lúc này cô không trở lại. Nhược Tuyết à, chẳng nhẽ em muốn ở một mình cả đời ư? Nụ cười lịch sự tuấn lãng nhìn phía người phụ nữ đầy nhu tình. Anh chỉ muốn điều tốt cho cô, cưng chiều cô, nhưng cô không cho anh cơ hội. Nhược Tuyết, tại sao không để cho anh có chút cơ hội chứ? Anh Tử Mặc à, một mình có gì không tốt đâu ạ? Không dám nhìn thẳng gương mặt nhu tình của anh, Nhược Tuyết thấp mắt xuống, nắm ống hút trong tay càng không ngừng khuấy khối kem. Đúng rồi, một mình có cái gì không tốt? Mấy năm này cô vẫn cố gắng trải qua cuộc sống một mình mà cô muốn. Cố gắng đem những thứ kia quên lãng, cố gắng để mình vui vẻ. Đúng, người khác nhìn vào cô thật làm được.
Cô ở trước mặt mọi người vĩnh viễn đều là nhàn nhạt cười. Nhưng chỉ có chính cô hiểu, có lẽ là chính cô không muốn thừa nhận. Ở trong đêm khuya yên tĩnh, có thể nghe được tiếng tim mình đập. Cô nhìn trời đêm tinh khiết, nhìn vào thành thị cách không xa, nước mắt từng giọt thấm ướt gối. Cô không biết tại sao mình khóc, đặc biệt ngày đó, nhìn khuôn mặt thơ ngây non nớt của đứa bé, làm tâm tình cô càng thêm buồn bực không thôi. Trong lòng cô chua chát đau khổ. Về đến nhà, cơm không muốn ăn, lặng lặng nằm trên giường không nhúc nhích. Đúng, có lúc cô không muốn thừa nhận, cô lại nghĩ đến đứa bé mang thai 10 tháng đó, dù chưa từng thích nó. Cô nhẫn tâm như vậy, muốn bỏ nó, thậm chí vì tự do mà trao đổi. Hiện tại cô khóc để làm gì chứ? Cô căn bản không có tư cách, lại khóc nữa. Ban đầu cô cho là mình sẽ không để ý, chỉ cần rời khỏi người đàn ông kia, bỏ ra giá cao cỡ nào cũng là đáng giá. Đứa bé bị cô độc ác vứt bỏ, cô như là mất đi tim mình. Năm ấy, sau khi đưa cô đến Zurich, Lưu Quý Lâm không xuất hiện trước mặt cô nữa. Mãi cho đến khi cô đau bụng mất hơn 10 giờ để sinh em bé. Sinh đứa bé xong, kiệt sức, nhìn thấy dung nhan lạnh lẽo, có câu nói, anh nói cho cô trong lúc hôn mê. Em đã được tự do, từ nay về sau chúng ta không dây dưa. Lăng Nhược Tuyết, đứa bé sẽ không liên quan đến em nữa. Sau rồi, anh ôm thẳng đứa bé bước đi. Phòng bệnh trống rỗng, chỉ có mình cô. Cô khóc, khóc đến ngất xỉu. Cô không biết vì sao uất ức như vậy, đau lòng khổ sở như vậy. Cô rốt cuộc vì điều mình muốn, vì rời khỏi người đàn ông 6 năm trước không ngừng hành hạ cô. Hiện tại đã như ý nguyện. Từ khi ra khỏi bệnh viện, cô không gặp lại Lương Quý Lâm, bất luận là người nào của Lương gia. Ngay cả Nhan Thanh Uyển vẫn luôn quan tâm cô cũng không thấy. A Cánh đem cô về nước, sau đó chỉ nói tiểu thư cô bảo trọng, rồi rời đi. Cho nên, tất cả liên quan với Lương Quý Lâm đều là biến mất. Làm như vậy thật dứt khoát. Nhược Tuyết à, anh sẽ đợi. Nếu nhiều năm như vậy, anh đều không tìm được một người có thể cho anh động lòng để muốn kết hôn. Cô đã trở về, anh tiếp tục đợi có sao đâu chứ. À, anh Tử Mặc à, không nên như thế. Em... Lời muốn nói chưa thốt ra, lại bị tiếng khóc rút rít của một cô bé hấp dẫn lực chú ý. Con không muốn ở chỗ này chơi, con muốn ba. Tiếng nức nở của trẻ thơ vang lên ở trong hoàn cảnh an tĩnh, làm cho nhiều người chú ý. Trong nháy mắt, khu vui chơi náo nhiệt của các bạn nhỏ đều chú ý cô gái nhỏ bên cạnh. Không biết cô bé muốn làm cái gì. Mà cháu ngoại nhỏ Trung Tử Mặc cũng đứng ở trên đỉnh thang trượt, phía nơi đó, hướng về phía bọn họ lắc đầu, xua tay. Cho biết rằng không biết có chuyện gì xảy ra. Đầu đầu ngoan, đứa khóc, cho chị xem một chút chỗ vết thương có được không nào? Một cô gái nhỏ ước chừng 5 tuổi ôm cô bé đang khóc, càng không ngừng vỗ nhẹ lưng cô bé an ủi. Phải về nhà, muốn ba. Cô gái nhỏ không bởi vì có chị an ủi mà dừng lại, ngược lại khóc đến lớn tiếng, hơn nữa trừ ba, không chịu nói những thứ khác. Em đã nói rồi, cô ấy là mít ướt, mẹ có dẫn cô ấy theo, thực là phiền chết. Cậu bé đứng một bên, vẫn nhìn, rốt cuộc không nhịn được, ra vẻ oán nói. Cô gái nhỏ liếc một cái về phía em trai mình. Giang Kỳ Trạch, ghét em nhất, không thấy Đồng Đồng đang khóc ư, em có nói à? Giang Kỳ Vi, chị mới ghét. Lần này tiếng khóc không ngừng, nhưng náo nhiệt cực kỳ là tiếng cãi nhau của đôi bạn nhỏ sinh đôi. Vốn là bạn nhỏ đang khóc đã chấm dứt rồi, nhưng kế tiếp tiếng thét chói tai của cô gái trẻ làm tất cả mọi người trong phòng ăn dừng lại động tác, nhìn cô gái đang từ toilet xông ra khu vui chơi, bao gồm cả Nhược Tuyết. Cô gái trẻ tuổi ngồi chồm hổm, đem cô gái nhỏ khóc thầm ôm trong ngực dụ dỗ. Giang Kỳ Trạch, Giang Kỳ Vi, các con khi dễ Đồng Đồng có phải không hả? Bảo bối Đồng Đồng à, ngoan đừng khóc nữa, chúng ta đi ăn kem có được không nào? Ba, ba. Cho dù người lớn tới, cô gái nhỏ chỉ càng không ngừng kêu ba. Được rồi, vậy chúng ta trở về tìm ba, có được không nào?
Cô gái trẻ thỏa hiệp, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy cô gái nhỏ. Hai đứa các con, về nhà mẹ sẽ dạy dỗ, để cho các con phải đối xử tốt với em gái. Các con lại làm em khóc. Bạn trai nhỏ không phục. Mẹ, em ấy vốn chính là người mít ướt cơ mà. Con vừa không có đánh em ấy, cũng không có mắng em ấy. Cô gái nhỏ hung hăng, nhìn chằm chằm bé trai. Là lỗi của anh. Là lỗi của anh mà. Thôi, im hết đi. Bây giờ đi về. Cô gái trẻ tuổi khiển trách. Lúc họ xoay người, đi ra khỏi khu vui chơi, thì đúng lúc chạm mặt Nhược Tuyết. Thấy cô gái trẻ tuổi trước mặt, còn ôm tiểu cô nương trong ngực, lòng Nhược Tuyết, một khắc giống như muốn ngừng hô hấp. Ly coca trong tay cô bị kích động rơi xuống đất, chất lỏng màu nâu rơi vãi đầy bàn. Nhược Tuyết, em sao thế? Trung Tử Mặc nhanh chóng hỏi cô, rõ ràng ở bên tai, cách thử xa. Anh lấy khăn ướt giúp cô lau tay. Cô chỉ cứng đờ, ở nơi nào không động đậy. Bên này, cô gái trẻ tuổi cũng dừng bước nhìn sang, sau đó trợn mắt. Nhược Tuyết. Giống như không thể tin, cô gái trẻ tuổi sững sờ đứng lại. Hai đứa nhỏ sinh đôi, cô kêu lên. Mẹ à, thế nào? Không người nào để ý hai bạn nhỏ đang hỏi. Hai cô gái, số tuổi không sai biệt lắm, đứng ở phòng ăn nhìn nhau. Mà khi cô gái nhỏ khóc, lúc nãy đã ngưng, đôi mắt vì khóc sưng đỏ, vừa sáng vừa tròn, lông mi lại còn dính nước mắt, làm cho người ta có bao yêu mến. Gương mặt này sao quen thuộc vậy chứ? Quen thuộc khiến sắc mặt Nhược Tuyết thay đổi, liếc xuống. Cô không thể khống chế hành vi của mình, từ từ đi tới càng gần. Mắt thấy tay cô, muốn lau mặt cô gái nhỏ. Uông Điềm Điềm kịp thời lên tiếng, để tay cô dừng ở giữa không trung. Nhược Tuyết, đã lâu không gặp, sao cô ở chỗ này? Uông Điềm Điềm, dù thế nào cô không nghĩ ra gặp lại Nhược Tuyết ở chỗ này. Nhưng trong ngực cô đang ôm tiểu cô nương này, là ông xã nhà cô giao phó, ngàn vạn lần không được sai sót gì. Cho nên, dù biết Nhược Tuyết là mẹ đứa bé, cô vẫn không để cho cô ấy đụng phải. Như thế có tàn nhẫn lắm không đây? Uông Điềm Điềm nhìn vẻ mặt không biết làm sao của Nhược Tuyết, trong lòng đau lòng dâng lên. Nhưng đau lòng đi qua, cô đối với Nhược Tuyết cũng là không hiểu. Cô cũng là một người làm mẹ, cô không cách nào hiểu Nhược Tuyết lại bỏ máu mủ ruột thịt của mình mà hững hờ. Thậm chí lúc đứa bé ở trong bụng lại muốn phá bỏ nó. Sau lại vì thời gian mang thai, tâm tình không ổn định, nên đứa bé sau này so với đứa khác đều nhát gan, dễ bị kinh sợ. Hơn nữa, không thích cùng bạn nhỏ khác chơi đùa, tính tình hướng nội hay xấu hổ. Rõ ràng đã 3 tuổi, nhưng trừ những người trong nhà, chưa bao giờ muốn theo người khác ra ngoài chơi. Cho nên thừa dịp bọn họ về nước, để cho con bé quen với chơi đùa của bạn nhỏ khác, mới dẫn con bé cùng hai đứa con của mình đi chơi. Vừa rồi, trước lúc cô đi vào toilet vẫn tốt, tại sao bây giờ lập tức đòi ba? Cho nên cô phải nhanh dẫn bé đi, mà không tính khí của Lương Úy Lâm cô không chọc nổi. Không trả lời câu hỏi của Uông Điềm Điềm, Nhược Tuyết chỉ sững sờ, nhìn khuôn mặt nhỏ bé quen thuộc. Mà con bé cũng đang nghiêm túc nhìn cô. Nhược Tuyết à, chúng ta đi về trước, hôm nào rảnh rỗi tìm cô được không? Thấy sắc mặt Nhược Tuyết tái nhợt, Uông Điềm Điềm dâng lên trong lòng dự cảm xấu, chỉ có thể trước tiên đem mấy người bạn nhỏ về nhà. Một tay ôm cô gái nhỏ, một tay kéo con gái nhỏ, Uông Điềm Điềm xoay người rời đi. Không đi nữa, có lẽ phiền toái lớn. Nhược Tuyết à, thực xin lỗi. Cô ấy muốn đi. Nhược Tuyết trong đầu chỉ thoáng qua như vậy, một cái ý niệm. Không để ý tới Trung Tử Mặc đang lo lắng không thôi. Anh vào tới cạnh cửa, kéo cánh tay Uông Điềm Điềm lại. Nhìn thân thể nhỏ bé trong ngực cô ấy, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập. Dì à, dì làm sao vậy? Sinh đôi kia quỷ quái chặn lại đường đi của dì này, không hiểu sao dì lại muốn kéo tay của mẹ. Nhược Tuyết, rốt cuộc chuyện gì vậy? Em biết họ ư? Trung Tử Mặc cũng đuổi theo tới, kéo tay cô, bàn tay lạnh lẽo mà giật mình, lo lắng hỏi. Anh không hiểu vì sao
Nhược Tuyết đuổi theo họ. Nhưng giờ phút này, anh lo lắng hơn là thân thể của cô. Uông Điềm Điềm cõi lòng áy náy. Nhược Tuyết à, cô trước buông tay được không? Chúng tôi thật phải đi, thực xin lỗi. Là của anh ấy ư? Đang trầm mặc hồi lâu, Nhược Tuyết rốt cuộc hỏi ra một tiếng, nhưng âm thanh khàn khàn vô dụng. Cô vốn cho là mình có thể không quan tâm, vốn cho là hy sinh là rất dễ dàng. Nhưng sự thật không phải vậy, thực không phải là vậy. Rõ ràng thân thể nho nhỏ cách cô gần như thế, nhưng giống như xa đến mức cô không thể tới gần. Cô không dám động, chỉ có thể ngây ngốc như gương mặt nho nhỏ kia. Trong giấc mơ, vô số lần tưởng tượng khuôn mặt này. Khi rõ ràng nhìn thấy, cô như nổi điên, nhưng tay cô không có chút khí lực. Chữ có không ra tiếng, trong ngực cô gái nhỏ, thế nhưng giống như có cảm giác thứ sáu. Nhanh chóng quay đầu, sau đó ngọt ngào gọi tiếng ba. Một tiếng kia đem toàn bộ tầm mắt mọi người kéo qua. Không có ai phát hiện người đàn ông một thân áo đen đã tới lúc nào. Trên người anh bao phủ một tầng khí lạnh lẽo. Trong mắt của anh chỉ có cô gái nhỏ trong ngực của cô gái trẻ kia. Ba. Người đàn ông rốt cuộc đi tới bên cạnh cô gái nhỏ. Cô gái nhỏ hô một tiếng. Sau đó bạch bạch nộn nộn, hai cánh tay nhỏ bé đưa tới. Nhược Tuyết cho tới bây giờ đều không nghĩ sẽ gặp lại Lương Úy Lâm. Dù sao cô biết năm đó dùng đứa bé để đổi lấy tự do. Sau đó anh nói để cô đi, thực sự là buông tay. Không dây dưa dài dòng, không do dự nữa. Cho dù trước đó anh đã nói yêu cô. Bố dĩ đời này sẽ không gặp lại nhau, thế nhưng lại xuất hiện trước mắt nhau. Anh rất gần cô, gần đến mức cô có thể nghe hơi thở quen thuộc của anh. Nhưng cô chỉ ngây ngốc đứng nhìn anh đó lấy đứa bé trong tay Uông Điềm Điềm. Cô không biết phản ứng thế nào cho đúng. Anh một chút không thay đổi, vẫn cao lớn như vậy, có sự nguy hiểm bao phủ. Nếu không phải vì cô gái nhỏ này, sao anh lại xuất hiện ở nơi đông người thế này chứ? Quá nguy hiểm. Nhưng vì sao anh không thấy được hộ vệ? Một người cũng không có. Nhưng anh vẫn vậy, ánh mắt lạnh lẽo như cũ, sắc bén. Nhưng khi anh cúi đầu nhìn ánh mắt xinh đẹp của cô gái nhỏ thì lại rất dịu dàng. Đúng, dịu dàng. Đó là chuyện không thể nào xuất hiện ở người đàn ông ấy. Lúc này cứ như vậy hiện ra trước mặt cô. Bảo bối, chúng ta về nhà. Đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên lông mi cô gái nhỏ. Anh thế nhưng xem cô như người tàng hình, ôm cô gái nhỏ xoay người rời đi. Nhược Tuyết à, chúng tôi đi trước, hôm nào tôi lại tìm cô. Uông Điềm Điềm lôi kéo hai bảo bối đi theo. Thảm rồi, Lương Quế Lâm trở về không biết nổi đoá thế nào đây. Cô cũng không biết cứ như vậy ở chỗ này có thể gặp Nhược Tuyết. Cô gái nhỏ nằm ở bờ vai anh, Nhược Tuyết cảm thấy sợ. Cho đến khi cánh cửa kính bị kéo ra, Nhược Tuyết mới cảm thấy cô muốn đi. Lương Quế Lâm phải đem con bé đi, đưa đến nơi cô vĩnh viễn không gặp được. Cô không muốn con bé đi. Nhược Tuyết trong đầu chợt thoáng có một ý niệm như vậy. Sau đó, cô thực nhanh vọt tới cạnh cửa, kéo lại cánh tay người đàn ông kia. Thì ra có thể làm cô bình tĩnh như nước hồ, sau đó gợn sóng là người đàn ông kia. Trung Tử Mặc dắt cháu ngoại lặng lặng đứng nơi đó. Người đàn ông như vậy, cho dù gặp một lần, nhưng anh không bao giờ quên. Chỉ có người đàn ông như vậy mới làm cho Nhược Tuyết vừa đau vừa hận chứ. Hận, thực sự chỉ có hận thôi ư? Cô gái nhỏ kia là con của anh ta ư? Có lẽ là con của anh ta và Nhược Tuyết. Lông mày thanh tú có vẻ không giống Nhược Tuyết, nhưng anh biết là con của họ. Chuyện năm ấy anh không hiểu được, hôm nay cũng vậy. Ba. Ba chợt dừng bước chân khi cô gái nhỏ đem cả cằm nho nhỏ đặt trên vai người đàn ông. Cô bé đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Nhược Tuyết. Tại sao dì xinh đẹp sẽ lôi kéo tay ba của cô bé? Thế nhưng ba lại không hất tay ra chứ. Trong suy nghĩ của cô bé, chưa ai dám kéo tay ba cô, dù là nam hay là nữ. Mà cô luôn xấu hổ, nhưng lại không sợ gì này đây.
Nhược Tuyết. Uông Điềm Điềm không dám đến gần bọn họ, chỉ sợ Lương Quý Lâm chợt nổi giận. Nhược Tuyết làm sao dám kéo anh ấy chứ, thực đáng sợ. Trước kia không có cùng Lương Quý Lâm sống chung, cô coi anh ta là thần tượng sùng bái. Nhưng kể từ khi có Tiểu Oa Nhi ở trong ngực, hai nhà bọn họ lui tới tương đối nhiều. Cô mới phát hiện Lương Quý Lâm là một người đàn ông đáng sợ, cô không dám chọc vào. Giữa bọn họ là một mảnh trầm mặc. Rốt cuộc anh nghiêng đầu nhìn cô, vẻ mặt lạnh lạnh, không có nửa điểm tâm tình. Sau đấy cúi đầu, đưa tay kéo cánh tay cô, dùng sức ngăn, giống như là đem vật gì đó từ trên thân kéo ra. Rất kiên quyết, cũng rất quả quyết. Anh muốn làm điều gì cho tới bây giờ, cô không người nào có thể phản kháng. Hai chân giống như mất sức lực. Cô mềm mại ngã trên mặt đất, trơ mắt mà nhìn bóng dáng cao lớn, càng đi thì càng xa, cho đến khi không nhìn thấy. Cô khóc giống lên, cô không quan tâm mọi người lui tới, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Cô đau lòng cực điểm, trừ khóc thì không biết làm gì nữa. Nhược Tuyết à, đừng khóc nữa. Chúng ta đi về trước được không? Dì ơi, dì đừng khóc nữa. Người ta nhìn dì kìa. Một lớn một nhỏ đứng trước mặt cô. Trở về ư? Trở về nơi nào đây? Giờ khắc này, Nhược Tuyết phát hiện thực ra bình tĩnh mấy năm qua đều là giả dối. Sau khi nhìn thấy đứa bé đó, lý trí cô đã mất hết. Cô không cách nào lừa gạt mình nữa. Thì ra nhớ nhung đứa bé đã 3 năm, chưa từng nhìn thấy, chưa từng ôm một lần nào. Thì ra người ta nói máu mủ tình thân là thật. Xóa không mất, thế nào cũng không mất. Dù hận người kia thế nào, cô vẫn muốn có đứa bé của cô. Ban đầu cô thực sự không cách nào tiếp nhận đứa nhỏ, không cách nào đối mặt với người đàn ông kia. Cho nên cô ích kỷ độc ác từ bỏ nó. Nếu như không có nhìn thấy, có lẽ đời này cô sẽ vượt qua cơn nhớ nhung. Thói quen cũng không có cái gì. Nhưng tại sao ông trời để cho cô nhìn thấy chứ? Chậm chạp ngồi phía trước xe, Uông Điềm Điềm lo lắng nhìn Lương Quý Lâm ở phía sau. Tiểu Oa Nhi trong ngực đã ngủ rồi, gò má mềm mại bởi vì ngủ say, giơ lên đỏ ửng, cái miệng nhỏ khẽ mở, động lòng người vô cùng. Nhưng anh ta càng bình tĩnh, cô càng lo lắng, hít thở nhiều lần cuối cùng mở miệng. Lương Quý Lâm. Cầm miệng đi. Khóe mắt nhàn nhạt liếc cô, lại thành công làm Uông Điềm Điềm không dám hỏi nữa. Chúng tôi xuống xe ở đầu đường là được rồi. Uông Điềm Điềm thực sự không cách nào cùng người đàn ông như vậy chung đụng. Cái khí thế đó thực sự làm người ta toàn thân khó chịu. Không trách được Nhược Tuyết năm đó như vậy sợ anh. Cô hiện tại cũng sợ. Vẫn không có trả lời, tài xế lái xe dừng xe, mang theo hai người bạn nhỏ xuống xe. Đứng ngay ngắn, còn chưa kịp nói gặp lại thì xe chạy mất. Chủ nhân. Lái xe là Bill. Vừa rồi ở McDonald's xảy ra loạn nhỏ không gạt được ánh mắt của hắn. Hắn không nghĩ gặp lại tiểu thư. Nhưng chủ nhân giống như đang tức giận. Hắn không nhìn lầm chứ. Đi thôi. Lưu Quý Lâm cúi đầu nhìn tiểu nữ oa trong ngực ngủ say, nhỏ giọng nói địa chỉ. Xe ngừng một chút, rất nhanh sau đó quay đầu. Trong ngực, tiểu nữ oa ngủ, nghe mùi hương vội dịch chuyển cái đầu, vùi mặt trong ngực ba mình. Ôm chặt vật nhỏ mềm mại trong ngực, Lương Quý Lâm nhắm mắt, gương mặt khóc đến bất lực, lại xuất hiện lần nữa trong đầu. Khóc cái gì đây chứ? Ban đầu nghĩ rời khỏi anh, ngay cả con mình cũng bỏ qua, thế nhưng thấy được quyết tâm rời đi. Lương Quý Lâm anh cũng muốn làm chuyện tốt, vậy thì đi đi. Nhưng khi cô trong phòng sinh mà anh đứng bên ngoài, lo âu khẩn trương muốn giết người anh chưa bao giờ trải qua. Rất nhiều cảm giác đều là Lăng Nhược Tuyết mang đến cho anh. Là một người phụ nữ mất khống chế, anh để xuống tự ái thừa nhận anh yêu cô. Vì tiếng hô đau của cô trong phòng sinh, một khắc kia anh phát hiện mình sợ hãi, nhưng không dám vào nhìn cô. Mãi cho đến khi tiếng khóc đứa bé truyền tới, anh mới phát hiện anh cứ như vậy đứng ở đó hơn 10 giờ, không động, không thể suy tư. Anh đang sợ một người đàn ông trải qua gió tanh mưa máu lại sợ hãi.
Anh sợ thân thể cô chịu không nổi thì làm sao? Ngộ nhỡ cô chết đi thì làm sao? Vô số ngộ nhỡ thoáng qua trong đầu, nhưng anh cái gì cũng không thể làm. Chiếc điện thoại di động đắt giá bị anh dùng sức đến biến dạng. Cho nên khi tá ôm đứa bé được rửa sạch sẽ, đang ngủ say đến trước mặt anh có quyết định đem con gái nhỏ cho mẹ. Sau đó anh đi vào phòng bệnh, hướng về mặt người phụ nữ, không biết là nước mắt hay mồ hôi, kiên định nói: em đã tự do. Đi đi, hai người vốn không nên dây dưa, cuối cùng không để ở bên nhau. Chưa bắt đầu đã sớm có kết thúc. Nhưng ai có thể nghĩ tới bọn họ lần nữa gặp nhau chứ? Gặp nhau như vậy không nên, không nên có. Anh đã nói buông tay thì sẽ buông. Người đã vô tình thì ta nên dứt khoát. Chương 88. Gặp nhau khó như vậy. Mấy ngày này, Nhược Tuyết thật không tốt, vô cùng không tốt. Lúc ăn cơm không thể nào nuốt trôi, lúc ngủ thì trằn trọc, không cách nào ngủ ngon. Cho dù mệt mỏi, nhưng trong giấc mơ luôn mang theo hình ảnh khuôn mặt nhỏ bé, đầy nước mắt. Chuyện nhà cửa, cô cứ như vậy bỏ qua. Cô không thể làm gì, không ăn không ngủ cũng không thể đi, nằm trên giường cả một tuần. Nếu như chưa từng thấy, có lẽ đời này cô chỉ len lén nhớ nhung trong lòng. Cho dù mệt mỏi khổ sở, cô cũng có thể chịu được. Nhưng khi gặp nhau, loại tình cảm máu mủ ẩn sâu trong lòng lại như núi lửa bộc phát, không ngăn cản được. Cô nhớ con gái mình điên cuồng, gương mặt non nớt mang theo lên, đôi mắt mơ hồ nhìn cô mở to. Trong nháy mắt là nhớ nhung, là tâm rách đau đớn. Đó là con gái cô, là người duy nhất trên đời có máu mủ với cô. Cô sao không đau cho được chứ? Cô bị tình cảm nồng nàn đó ép tới không thở nổi. Rốt cuộc tự mình nhủ thầm, miễn cưỡng chính mình cố ăn uống. Sau đó thuê xe đến nơi từ là ác mộng của cô. Bên ngoài đều được giám sát, có thể nhìn thấy đứa bé không? Nhưng không được, một chút cũng không. Đừng bảo là gặp đứa bé. Mấy ngày liên tục cô phát hiện cả biệt thự không ai ra vào. Bọn họ căn bản cũng không ở nơi này. Vậy anh đưa bé đi nơi nào chứ? Cảm giác này ép cô điên rồi. Có phải không cho cô cơ hội gặp mặt không? Lưu Nguy Lâm, anh đem đứa bé đi đâu chứ? Tại sao không cho em thấy mặt? Chỉ cần một lần. Cô muốn biết con bé có tốt không cũng không được ư? Nhược Tuyết không biết, thực ra con người đều có tính tham lam. Có lẽ sau khi gặp mặt, cô còn muốn lần thứ hai. Có thể sẽ có lần thứ ba. Thậm chí cô không muốn tách ra. Cô từng muốn rời khỏi thế giới của anh càng xa càng tốt, chọn đời không liên lạc. Nhưng hôm nay cô phát hiện, thực ra thế giới của anh cô căn bản không chạm tới được. Cho dù bọn họ ở chung nhiều năm như vậy, dù anh từng bày tỏ anh yêu cô, nhưng anh quyết tâm không cùng cô nữa. Vậy đời này cô cũng sẽ không tới gần được. Làm thế nào đây? Cô không có biện pháp nào. Cô căn bản là không tìm được hắn. Cảm giác như hỏng mất, như trở về năm 18 tuổi. Bị giam cầm ở đây, không gặp được người nhà. Tình cảnh tương tự à? Tại sao luân hồi xảy ra trên người cô? Cô chỉ muốn thấy mặt con gái mình, cô khó như vậy à? Nhược Tuyết à, không nên như vậy. Luôn sẽ có biện pháp phải không? Chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, có được không? Ngày này, Chu Tự Mặc cầm tài liệu chủ nhà, ký tên tới khách sạn, tìm được Nhược Tuyết trong quán cà phê ở khách sạn. Anh ngồi đối diện cô gái sắc mặt tái nhợt, đau khổ không tìm được con gái, mà tim anh như ly cà phê không đường, rất đắng. Cô của người đàn ông kia có một đứa con, quan hệ như vậy rất phức tạp. Người kia rõ ràng không muốn cho cô thấy đứa bé, nhưng Nhược Tuyết lại không muốn như vậy buông tay. Nhược Tuyết vỗ trán mình. Anh Tử Mặc à, em thực không có cách nào. Bọn họ như biến mất khỏi thế giới. Cô tìm Uông Điềm Điềm cũng không tin tức. Bọn họ không liên lạc nên không tìm được ư? Nhược Tuyết, em đừng như vậy. Không bằng anh đi với em, cùng đi tìm có được không? Người đàn ông kia là ai? Chúng ta có thể đến chỗ làm việc của anh ta. Trung Tử Mặc đau lòng kéo tay cô xuống. Người đàn ông như vậy
Sợ không làm những công việc bình thường ư? 2 năm trước, trên đường, thủ hạ anh ta cầm súng chĩa vào anh. Anh không quên cảm giác đó. Người ấy rốt cuộc làm gì chứ? Bọn họ có cơ hội tìm anh ta không đây? Lương Thị. Anh Từ Mặc. Anh là ở công ty xây dựng của Lương Thị phải không? Nhanh lên, đưa em đi đi, nhanh lên. Một câu đánh trúng người trong mộng. Cô làm sao lại không nghĩ đến anh Từ Mặc làm ở Lương Thị? Lương Quý Lâm nhất định sẽ ở nơi đó. Mặc dù anh thường ra nước ngoài, nhưng chắc chắn có cơ hội gặp được. Nhược Tuyết lập tức kích động, để ghế, kéo tay Trung Từ Mặc lên hướng bên ngoài đi. Nhược Tuyết à, em đừng có gấp nữa. Trước nói cho anh biết đi, người đàn ông kia cũng làm ở Lương Thị ư? Ở cửa quán cà phê, Trung Từ Mặc bị Nhược Tuyết kéo tay. Tâm anh có dự cảm xấu. Nhược Tuyết nói là Lương Quý Lâm, có lẽ anh thực sự biết Lương Quý Lâm. Vậy muốn gặp anh ta thực sự khó hơn lên trời. Anh chỉ là quản lý nhỏ không có quyền như vậy. Trừ việc đi thử thì có thể làm gì chứ? Thì ra người ấy là ông chủ của anh, Lương Quý Lâm. Tự Mặc à, anh ấy là Lương Quý Lâm. Lương Quý Lâm, anh ấy nhất định sẽ là Lương Thị. Nhất định phải tìm được anh ấy. Nhược Tuyết à, chúng ta cùng đi đi. Không nên gấp, anh đi lái xe tới đây đây. Trên đời sao có chuyện khéo như vậy? Tổng công ty Lương Thị là tòa nhà khí thế hào hùng cao 48 tầng. Thủy tinh màu bạc trắng dưới ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Nhược Tuyết, em cho anh một chút được chứ? Ở cửa lớn, sau khi xuống xe, Trung Tự Mặc muốn lái xe đến bãi đậu phía trước. Tầng 48 là tầng lầu chuyên dụng của Tổng Giám Đốc. Anh chưa bao giờ bước vào, không biết phải làm sao nữa. Không kịp chờ Trung Tự Mặc, Nhược Tuyết đi một mình. Sàn nhà đá cẩm thạch bóng loáng, có thể nhìn thấy chính mình. Cô vẫn không quen mang giày cao gót, đi như vậy trên sàn, âm thanh vang lên. Lần đầu tiên đến một nơi làm việc nghiêm túc như vậy, cho lòng Nhược Tuyết có chút khẩn trương. Nhưng vừa nghĩ muốn gặp con gái, dục khí trong lòng tăng lên không ít. Cô không biết Lương Huy Lâm có thể thấy cô không, nhưng mặc kệ, cô phải thử chứ. Tiểu thư, xin chào, xin hỏi có chuyện gì không? Tiếp tân trước bàn thấy có người đi vào, lập tức mỉm cười, nhìn vị tiểu thư ăn mặc không giống như nhân viên công ty. Nhược Tuyết nói ra mục đích của mình. Chào cô, tôi tìm Lương Quý Lâm. Thật xin lỗi, tổng giám đốc chúng tôi không tiếp khách. Cô tiếp tân sửng sốt một chút rồi phục hồi tinh thần. Cô làm ở đây nhiều năm như vậy, cũng ít thấy mặt tổng giám đốc. Huống chi tổng tài bọn họ ít tiếp khách. Tất cả công việc đối ngoại đều là do CEO phụ trách. Không biết vị tiểu thư này can đảm đến đâu, ngu ngốc lại muốn gặp tổng giám đốc. Dám gọi thẳng tên tổng giám đốc. Không phải là người tình của tổng giám đốc đi chứ? Nhưng chưa từng nghe nói người đàn ông có khuôn mặt lạnh như băng có tình nhân. Tổng giám đốc của bọn họ đúng là đàn ông hiếm thấy, chưa từng có scandal với phụ nữ. Nhưng người phụ nữ này có quan hệ gì với tổng giám đốc? Nghe giọng giống như quen biết tổng giám đốc. Nhìn Nhược Tuyết từ đầu đến chân có một lần. Người phụ nữ trước mắt rất đẹp, có thể nói là người đẹp nhất cô từng thấy. Da cô có chút tái nhợt, nhưng có đôi mắt màu đen to tròn sáng ngời, đôi môi nhỏ nhắn hấp dẫn, còn hồng hào nữa. Tóc dài như thác nước tới thắt lưng, càng làm cho cô thanh tú, quyến rũ, mị hoặc. Đáng tiếc, cô không cười, hơn nữa gương mặt có chút bi, ưu tư lo lắng bao phủ, tản ra cỗ thần bí. Chỉ trừ vóc dáng có vẻ mảnh khảnh, thực là tuyệt sắc. Người này là người tình của người khác sao? Không được, tôi nhất định phải gặp anh ấy. Cô giúp tôi báo một chút có được không? Nhân viên này kỳ quái quá, tại sao lại đứng im nhìn cô vậy chứ? Cô cũng biết gặp anh không hề dễ như vậy, nhưng đây là cơ hội duy nhất, cô sao có thể bỏ qua? Tiếp tân rốt cuộc khôi phục lý trí của mình, trở lại vị trí. Tiểu thư à, thật xin lỗi, tôi không cách nào giúp cô. Tổng giám đốc chúng tôi không phải ai muốn gặp cũng có thể được. Nhược Tuyết lo lắng đi tới trước quầy tiếp tân. Mày muốn thế nào mới có thể gặp chứ? Hẹn trước à? Thật xin lỗi tiểu thư, tổng giám đốc không có hẹn trước. Mời cô đi về đi. Vị tiểu thư này, chuyện gì xảy ra đây?
Chẳng lẽ không nghe hiểu lời cô? Vợ không hiểu quy tắc trò chơi à? Tới Lương thị người ta cũng biết, mặc kệ nói chuyện gì, chưa từng có người nói muốn hẹn tổng giám đốc. Muốn hẹn cũng là hẹn CEO. Thế vậy anh ấy có ở công ty không? Nhược Tuyết bắt đầu nhức đầu. Thì ra muốn gặp một người khó khăn như vậy. Một người đã từng tránh né anh như cô. Tôi xin lỗi tiểu thư, cái này không thể trả lời. Tiếp Tân gương mặt lãnh nhược băng xương. Sau khi nói câu đó, không nhìn Nhược Tuyết một cái, làm chuyện của mình tiếp. Nhược Tuyết quyết định không buông tha mà hỏi tới cùng. Vậy cô nói cho tôi biết đi, muốn thế nào mới có thể gặp anh ấy? Cô Tiếp Tân không còn nghe thấy, vẫn làm công việc của mình. Chỉ cần không để ý tới cô ấy là được. Cô sẽ đi à? Muốn gặp tổng giám đốc của bọn họ, cô cũng muốn gặp. Một chút hy vọng tan biến mất rồi. Nhưng tôi đang nói với cô, làm sao để gặp anh ấy? Tiểu thư à, cô còn náo loạn như vậy, tôi gọi bảo vệ tới đây. Cô đi đi, cô không có cơ hội gặp tổng giám đốc đâu. Bị Nhược Tuyết ép không thể nhịn được, cô ta đứng lên nói lớn. Tôi mặc kệ đây, tôi nhất định phải gặp anh ấy, để tôi tự đi tìm anh ấy. Có người ngăn, vậy thì liều xông tới. Không hỏi nữa, Nhược Tuyết đi tới hướng thang máy. Cô không tin mình lên lầu sẽ không tìm thấy anh, nhất định sẽ thấy. Cô không thể đi lên, bảo an à, có người muốn vào thang máy. Thanh âm của Tiếp Tân vừa dứt, hai bảo vệ cao to đi tới ngăn cản Nhược Tuyết. Nhược Tuyết thét chói tai. Buông tôi ra, các người muốn làm gì? Tiểu thư à, xin lỗi, cô không thể đi lên, không nên làm khó công việc của chúng tôi. Một người trong ấy mở miệng nói, mặc dù biết rõ cô không thể nào đi lên, nhưng bọn họ phải thực hiện chức trách ngăn cản cô. Công ty Lương thị sao có thể để mọi người dễ dàng ra vào như vậy chứ? Cho dù là nhân viên công ty, cũng cần phải quét dấu vân tay mới lên được, bằng không nhiều gián điệp đi vào rồi. Các người buông cối ra đi, cối đi cùng tôi. Dừng xe xong, Trung Tử Mặc thấy Nhược Tuyết bị kéo. Cô biết Nhược Tuyết chờ lâu, nhưng sao có thể đi lên được? Trung quản lý. Hai bảo vệ thấy Trung Tử Mặc nói vậy nên buông Nhược Tuyết. Trung Tử Mặc sau 2 năm thăng chức, đến tổng công ty họp nhiều lần, bảo vệ đương nhiên biết anh. Vị tiểu thư này muốn tiến vào công ty tìm tổng giám đốc, phiền anh cùng cô ấy giải thích một chút. Trung Tử Mặc hướng hai bảo vệ gật đầu. Tôi xin lỗi, tôi sẽ nói với cô ấy. Đã quấy rầy các vị. Nhược Tuyết à, không nên gấp, chúng ta từ từ suy nghĩ biện pháp có được không? Anh Tử Mặc, em muốn gặp anh ấy. Em muốn gặp, anh giúp em đi. Cô vô dụng cả người nhào tới ngực Trung Tử Mặc, tựa như còn bé. Cô tìm được cảm giác anh trai từ người anh. Ở trên đời này chỉ có anh Tử Mặc quan tâm tới cô. Nhược Tuyết à, em đừng khóc nữa. Chúng ta đến bên kia ngồi một chút, để anh suy nghĩ một chút đã. Trung Tử Mặc vỗ lưng an ủi cô, vừa đỡ cô đến nơi tiếp khách ngồi xuống. Nơi cao cấp này, muốn gặp thì phải hẹn trước. Anh chỉ có thể nhớ tổng quản lý trước, sau đó mới có thể gặp CEO, sau đó có cơ hội nhìn thấy tổng giám đốc. Tiểu thư, chủ nhân không có ở công ty. Tiểu thư. Lương Quý Lâm, anh khốn kiếp, dừng xe, dừng xe. Ông trời nhất định trừng phạt cô, trừng phạt cô độc ác từ bỏ máu mủ của mình. Một trận ầm ĩ này dĩ nhiên không qua được mắt của Lương Quý Lâm ở tầng cuối. Phòng làm việc, rèm cửa sổ bị kéo ra, một phòng sáng ngời. Từ lúc cô bước chân vào cửa chính Lương thị, anh đã biết. Cô quật cường đòi gặp anh, quên mình lao vào thang máy. Cô bị chặn lại, nhào vào trong ngực người đàn ông khác. Cô rơi lệ, tất cả hiện lên trên màn hình khổng lồ. Lương Quý Lâm nhìn gương mặt đó, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng súng trên tay anh bắt đầu dùng sức. Chủ nhân, tiểu thư. Tay nâng lên, ngăn trở A Cánh muốn nói. Anh ta thức thời thối lui đến vừa. Trong phòng làm việc, lần nữa rơi vào an tĩnh. Ở bên trong an tĩnh vậy, tiếng khóc đứt quãng của người phụ nữ vẫn vọng về. Cũng một mực làm lòng người khác khó chịu, nhưng anh vẫn điềm tĩnh như vậy. Lần nữa gặp lại cô, đối với anh mà nói thực sự là ngoài ý muốn. Anh từng bỏ qua tự ái của mình
nói yêu cô lại không tiếp nhận anh, bỏ đứa bé lại rời đi. Quyết tâm của cô làm anh không cưỡng cầu. Anh cảm giác mình làm thế thực buồn cười. Tình cảm là thứ không thể tin nhất trên đời, thế nhưng anh lại tin. Kết quả người phụ nữ kia lại không hề quan tâm. Có lẽ anh đã từng yêu cô, có lẽ nói nhiều cũng là vô dụng. Sự tồn tại của cô ảnh hưởng tới anh. Nếu hận anh, muốn rời đi vậy thì đi đi. Nhưng 3 năm sau cô chủ động tìm tới anh. Anh nghĩ cô sẽ tìm đến anh cũng là bởi vì đứa bé chứ. Đứa bé. Năm đó cô nóng lòng vứt đứa bé, hiện tại là lý do để cuộc sống của bọn họ giao nhau lần nữa. Nhưng cần thiết sao, Lăng Nhược Tuyết? Tỉ mỉ quan sát thân súng, gương mặt đang khóc trên màn hình rõ ràng xấu như vậy. Anh lại cảm thấy ánh mắt quyến rũ anh thực là gặp quỷ rồi đây. Lương Quý Lâm muốn dạng phụ nữ gì, cố tình đối với một người phụ nữ như vậy chứ? Anh cũng không để cô lần nữa bước vào thế giới của anh. Bởi vì đến cuối cùng có thể hủy diệt là hai người họ. 3 năm trước anh còn miễn cưỡng thả cô, nhưng hiện tại anh không xác định. Cho nên tốt nhất cô không nên trở lại tìm anh, bởi vì hậu quả của chọc anh sẽ không chịu đựng nổi. Nếu không chịu đựng nổi vậy thì không cần, bọn họ nên sớm kết thúc. Giờ số lục, nhắm lần nữa. Nếu anh tâm không loạn vì một người phụ nữ, có thể sẽ không bị thương mà mất mạng. Có lẽ anh không cần phiền như vậy.